năm 2019 hướng tới bóng đá trẻ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chiều ngày 20 tháng 8, tại thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và đơn vị phối hợp đã công bố những thông tin liên quan đến giải bóng đá Nam U15 quốc tế Cúp Acecook 2019. Giải được tổ chức tại sân vận động thành phố Bà Rịa từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8. Theo đó, giải mở cửa tự do cho khán giả vào xem. Giải đấu có 4 đội tham dự gồm chủ nhà U15 Việt Nam cùng 3 đội khách mời U15 Myanmar, U15 Hàn Quốc và U15 Nga. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF, trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải bóng đá nằm trong chương trình hỗ trợ của UEFA năm 2019 hướng tới bóng đá trẻ. UEFA cũng hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời một đội châu Âu tham dự để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho chương trình giàu ý nghĩa này. Đáng chú ý, giải đấu còn là để các cầu thủ U15 Việt Nam cọ sát, tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải U16 châu Á. Ngày 24 tháng 8, các đội khách mời sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển về Bà Rịa Vũng Tàu để thi đấu.